Omega 3 là axit béo thiết yếu rất quan trọng đối với cơ thể. Omega 3 chứa nhiều DHA và EPA, đặc biệt tốt cho trí lực, thị lực và tim mạch. Omega 3 không chỉ hỗ trợ sự phát triển não bộ mà còn giúp làm chậm và ngăn chặn quá trình lão hóa của bộ não, có tác dụng cải thiện thị lực, ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, cơ thể chúng ta lại không thể tự tổng hợp được omega 3 mà cần phải bổ sung từ các nguồn thực phẩm giàu omega 3 hàng ngày.